Trung Quốc miền Bắc nhiệt độ giảm mạnh 15 độ C, tuyết dày đặc, miền Nam nóng lên. Bão ô tô đổ bộ vào nước Anh khiến hàng nghìn ngôi nhà mất điện. Cháy rừng tiếp diễn ở một số tỉnh thành ở Chile. Lũ cát tấn công tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Trận lở tuyết kinh hoàng ở Mianala, Ấn Độ. Động đất ở Costa Rica. Cuối bản tin, kính mời quý vị cùng tham quan Hồ Vạn Đảo, một khu danh thắng mang vẻ đẹp đầy lôi cuốn được ví như Atlantic phương Đông tại Trung Quốc. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới. Và ngay sau đây không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Trung Quốc, miền Bắc nhiệt độ giảm mạnh 15 độ C, tuyết dày đặc, miền Nam nóng lên. Theo dị Epoch Times đưa tin, khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc sẽ lại chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Tuyết rơi dày ở phía Bắc và nhiệt độ giảm mạnh có thể vượt quá 15 độ C, trong khi nhiệt độ miền Nam đang tăng lên. Mạng Thời tiết Trung Quốc vào ngày 18 tháng 2 đưa tin, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Từ ngày 18 sẽ có tuyết rơi dày ở Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Một số khu vực ở Liêu Ninh có thể đạt đến mức tuyết rơi dày đặc. Sau khi tuyết rơi sẽ có gió mạnh, gió giật trên toàn tỉnh, có thể đạt cấp 7 đến cấp 8. Dự kiến nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi là vào khoảng âm 17 độ C đến âm 12 độ C. Phạm vi đợt không khí lạnh sẽ được mở rộng ra toàn phía Bắc, Trung Quốc và các nơi khác. Chẳng hạn nhiệt độ cao nhất tại Bắc Kinh giảm xuống 3 độ C vào ngày 18. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc dự báo rằng sẽ có tuyết rơi dày ở Trương Gia Khẩu, Thừa Đức, Bắc Đường Sơn, Bắc Tần Hoàng Đảo và Tây Bắc Bảo Định. Tuy nhiên, mức giảm nhiệt độ từ phần phía đông của khu vực Tây Nam đến phía Nam sông Dương Tử và phần phía đông của Nam Trung Quốc thường đạt từ 8 độ C đến 12 độ C vào ngày 19 và mức giảm cục bộ có thể lên tới 15 độ C. Bão ô tô đổ bộ vào nước Anh khiến hàng nghìn ngôi nhà mất điện. Truyền thông đưa tin vào ngày 17 tháng 2, một cơn bão có tên là Otto đã đổ bộ vào địa phận Scotland và vùng đông bắc nước Anh, gây ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn hộ gia đình. Biển động mạnh, sóng dâng cao bất thường, sức mạnh trên 130 km/h khiến nhiều cây to bị ngã đổ, một số trụ điện bị hư hỏng gây ra mất điện trên diện rộng. Vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2, đã có gió giật mạnh từ 100 đến 130 km/h ở các vùng phía Bắc Scotland, khiến hơn 40.000 ngôi nhà bị mất điện, nhiều chuyến bay và tàu xe bị hủy bỏ. Trước đó, bão ô tô quét qua Đan Mạch và di chuyển về phía đông qua Thụy Điển và biển Baltic. Cơn bão cũng đã gây mưa hoặc mưa tuyết tại Phần Lan. Trước khi đổ bộ vào Bắc Âu, bão ô tô đã càn quét Scotland và miền Bắc nước Anh với sức gió giật lên tới 130 km/h. Cháy rừng tiếp diễn ở một số tỉnh thành ở Chile. Vào chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 2, hai đám cháy đã bùng phát tại cộng đồng Tomi ở vùng Biobío, khói bụi lan rộng khắp các khu vực. Đoạn video cho thấy các lính cứu hỏa đang vật lộn trong bầu trời đỏ rực, mù mịt của khói lửa và bụi bao phủ che chắn tầm nhìn. Mặc dù một số ngọn lửa ở nơi khác đã giảm nhiệt, nhưng cháy rừng vẫn tiếp diễn ở các vùng như Mali, Sipli, Biobío và La Araucanía. Điều kiện thời tiết vẫn không thuận lợi với độ ẩm thấp, nhiệt độ cao và gió mạnh khiến lực lượng cứu hỏa không thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. Lũ quét tấn công tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 vừa qua, trận lũ quét điên cuồng đã tấn công nhiều khu vực của tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Đoạn video cho thấy nước sông chảy cuồn cuộn tạo thành dòng lũ quét khi bị tràn bờ, gây ngập lụt một số khu dân cư. Theo báo cáo, có một số người đã bị cuốn trôi, nhiều người mất tích, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Những trận mưa lớn liên tục là nguyên nhân dẫn đến trận lũ lụt lớn vào cuối tuần qua ở Nam Phi. Khoảng 145 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Dịch vụ thời tiết Nam Phi đã đưa ra cảnh báo cấp độ màu vàng về mưa lớn dẫn đến lũ lụt cục bộ ở những con đường và khu dân cư vùng trũng trên địa bàn tỉnh Eastern Cape. Trận lở tuyết kinh hoàng ở Mianala, Ấn Độ. Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 vừa qua, nhiệt độ tăng cao đã gây ra tình trạng sạt lở tuyết ở một số khu vực cao nguyên của Mianala, một phần của dãy Lahaul Himachal Pradesh. Tuyết lở thành từng dòng đổ ập xuống sườn đồi, xe dọn tuyết làm việc ngày đêm để khơi thông tuyến đường giao thông bị ách tắc.
động đất ở Costa Rica. Truyền thông đưa tin một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra ở tỉnh Alajuela vào lúc 2 giờ 24 phút ngày 18 tháng 2, tâm chấn cách thủ đô San Jose của Costa Rica khoảng 30 km về phía bắc. Rung chấn xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km và có thể cảm nhận được rung lắc từ trung bình đến nhẹ khắp miền trung Costa Rica. Không có báo cáo ban đầu về thiệt hại nặng hoặc thương vong từ trận động đất này, tuy nhiên dư chấn nhẹ đến trung bình có khả năng xảy ra trong những ngày tới. Cuối bản tin, kính mời quý vị cùng tham quan Hồ Vạn Đảo, một khu danh thắng mang vẻ đẹp đầy lôi cuốn được ví như Atlantic phương Đông tại Trung Quốc. Hồ Vạn Đảo mê hoặc du khách từ cái nhìn đầu tiên. Hồ Vạn Đảo là một hồ nước nhân tạo đẹp và kỳ vĩ nhất Trung Hoa, vốn nổi tiếng với nguồn nước siêu sạch và cũng là địa điểm lý tưởng cho rừng cây tốt sum suê và một số hòn đảo đẹp lạ thường. Hồ Vạn Đảo, thắng cảnh nổi tiếng trên đất Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Người ta khám phá ra ba thị trấn cổ nằm sâu dưới lòng hồ. Trong thời gian gần đây, hồ đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng với quần đảo bao gồm đảo chim, đảo rắn, đảo khỉ, đảo tuổi thơ. Dù là vào mùa nào hay vào thời gian nào, Hồ Vạn Đảo luôn giữ được sức hút riêng mình bằng vẻ đẹp ngoạn mục, nên thơ và vô cùng độc đáo. Hồ Vạn Đảo trải rộng trên diện tích 150 km² và có nguồn nước siêu sạch, có thể uống được nên nước hồ đã được sử dụng để sản xuất loại nước khoáng nổi tiếng. Ngoài những hòn đảo có hình dáng đẹp lạ thường và thảm thực vật phong phú, đáng chú ý là dưới lòng hồ còn chứa hai thành phố cổ từng là trung tâm văn hóa chính trị thời nhà Đường với lịch sử hơn 1.000 năm tuổi. Dù bị chôn vùi dưới độ sâu 40 mét tại đáy hồ, nhưng các công trình cấu trúc cổ vẫn còn nguyên vẹn và chưa có dấu hiệu hư hại nào kể từ ngày nó được các chuyên gia phát hiện. Không những vậy, tài liệu ghi chép có khoảng 27 thị trấn, 1.377 ngôi làng, 50.000 hecta đất nông nghiệp và hàng nghìn nhà dân cũng bị nhấn chìm trong làn nước khi chính phủ Trung Quốc quyết định việc xây một nhà máy thủy điện. Chính bởi vậy mà Hồ Vạn Đảo còn được người dân quen gọi là Atlantic phương Đông. Đến hồ để khám phá những giá trị nằm ẩn sâu dưới mặt nước và ngắm toàn cảnh nước non hữu tình. Có thể nói, Hồ Vạn Đảo xứng tầm là một danh thắng bậc nhất Hàng Châu. Hàng nghìn hòn đảo với núi non xanh mướt và những suối nước nóng tự nhiên đã khiến nơi đây trở thành di sản UNESCO năm 2014. Vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.